Theo Bộ Công Thương, phái đoàn cấp cao 3 tỉnh, Cô Đô ba tỉnh Cordoba, Santa Fe và Entre Rios của Argentina tới thăm và tổ chức chương trình giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và Argentina tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 30 doanh nghiệp Argentina sẽ mở ra cơ hội hợp tác mới, đặc biệt là xúc tiến những chương trình hợp tác kinh doanh giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Tại buổi làm việc với phái đoàn cấp cao ba tỉnh miền Trung Argentina, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã khẳng định những kết quả đạt được trong hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư song phương trong những năm gần đây. Năm 2017, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt 3,03 tỷ đô la Mỹ, sắp xỉ mức năm 2016. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Argentina đạt 482 triệu đô la Mỹ, nhập khẩu từ Argentina đạt 2,55 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này đã đưa Argentina trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam ở khu vực Mỹ Latin và ngược lại, Việt Nam cũng là thị trường nhập khẩu lớn thứ năm của Argentina trên phạm vi toàn cầu phát biểu tại buổi làm việc đại biểu của các phái đoàn cấp cao các tỉnh miền trung argentina cho biết hai bên cần trao đổi và hợp tác chặt chẽ để cân bằng cán cân thương mại mà hiện việt nam đang phải chịu thâm hụt